Bây giờ bạn hãy thử nhìn xung quanh mình xem. Nhôm có mặt ở khắp mọi nơi. Khung cửa sổ của nhà bạn, vỏ của nhiều thứ, nồi cơm điện, xe máy, điện thoại, laptop, thậm chí cả máy bay cũng làm từ nhôm. Nhôm thì nhẹ, nhôm thì sáng, nhôm thì bền, nhôm không rỉ, nhôm dễ uốn, nhôm dễ tái chế. Nhiều khi người ta nhặt ve chai thì cũng chủ yếu là nhôm, tính theo cân thì cũng bán chả được mấy. Thế nhưng chỉ khoảng một thế kỷ rưỡi trở về trước, nhôm từng là thứ quý hơn cả vàng. Thậm chí là quý đến mức vua chúa giữ như là giữ kho báu, chứ dân thường hiếm khi biết thế nào là nhôm. Nghe có lạ phải không nào? Hồi đó người ta còn nói đùa với nhau rằng ai có nhôm ở trong nhà thì thậm chí còn sang hơn cả người đeo vàng. Ngày xưa, nhôm được xem là kim loại hoàng gia, còn vàng thì chỉ dành cho khách mời hạng 2. Nhôm mới là của khách VIP. Chính vì hiếm, nhôm được dành cho tầng lớp quyền quý. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là hoàng đế Napoleon đệ tam của nước Pháp. Vào giữa thế kỷ 19, ông cho tổ chức một buổi tiệc xa hoa trong cung điện. Nghe nói trong buổi tiệc chiêu đãi hoàng gia, ông lấy ra bộ dao dĩa và đĩa bằng nhôm nguyên chất, loại được coi là đỉnh của đỉnh, chóp của chóp, xa xỉ phẩm lúc bấy giờ. Còn những vị khách mời ít quan trọng hơn thì xin mời hãy dùng bộ dao dĩa làm bằng vàng. Đúng vậy, trong bữa tiệc của vua Napoleon đệ tam, vàng là đồ hạng 2, ai được dùng nhôm mới thực sự là khách VIP. Vì sao ư? Bởi vì nói với người giàu lúc bấy giờ, vàng thì ai cũng có được, nhưng nhôm thì cả châu Âu rất hiếm. Sau buổi tiệc đó, bộ dao dĩa nhôm của Napoleon đệ tam được cất trong tủ khóa như một bảo vật quốc gia. Người ta xem nó quý giá chẳng khác gì kim cương. Không chỉ ở Pháp, ở khắp châu Âu, nhôm cũng trở thành một ngôi sao kim loại. Năm 1855, tại đại triển lãm Paris, người ta trưng bày một khối nhôm to như bàn tay trong gian hàng cùng với vương miện vàng và đồ trang sức kim cương. Khách tham quan chen chúc nhau chỉ để nhìn thấy thứ kim loại sáng như ánh trăng, nhẹ như mây. Người ta gọi nhôm thời đó là bạc của thiên đường, nghe lãng mạn chẳng kém gì phim cổ tích. Một cân nhôm lúc đó có giá cao hơn vàng đến 10 lần. Ai có được miếng nhôm tinh khiết thì được coi như người đang cầm ánh sáng ở trong tay. Thế nhưng không ai ngờ rằng chỉ một thế kỷ rưỡi sau thì nhôm rất rẻ. Bởi vì sao? Bởi vì sự thật là nhôm không hề hiếm. Trong vỏ trái đất, nhôm chiếm tới gần 8% khối lượng, chỉ đứng sau oxy và silic. Vấn đề nằm ở chỗ, nhôm bị khóa chặt ở trong đất đá, kết hợp rất mạnh với oxy, tạo thành những khoáng chất như là bauxit, kaolin và những khoáng chất khác. Khác với vàng hay đồng, chỉ cần đào lên, nung chảy là xong. Nhôm không bao giờ tồn tại ở dạng kim loại tự nhiên. Nó bị giam chặt ở trong quặng và suốt hàng ngàn năm, loài người không có cách nào để tách nhôm ra được. Mãi đến đầu thế kỷ 19, con người mới nhìn thấy nhôm tinh khiết lần đầu tiên. Năm 1825, nhà bác học người Đan Mạch Hans Christian Ørsted đã tách được vài hạt kim loại sáng bạc và nhẹ như lông chim. Nhưng ông chỉ làm được một tí tị thì tì, đúng là nhỏ hơn cả đầu đũa. 4 năm sau, một nhà khoa học người Đức có tên là Friedrich Wöhler làm lại thí nghiệm, tạo ra được nhiều hơn, đủ để nhìn thấy rõ. Kim loại này sáng như bạc, nhẹ hơn thép, không rỉ và ai cũng phải trầm trồ khen ngợi nó. Nó sáng như ánh trăng, nhẹ như gió mà quý hơn cả vàng. Lúc ấy để làm được 1 kg nhôm phải dùng hóa chất cực mạnh, nung ở nhiệt độ khủng khiếp và mất hàng tuần lễ. Và tất nhiên là tốn rất nhiều công sức và siêu đắt. Thế rồi hai chàng trai trẻ đã thay đổi thế giới và giúp nhôm đã rẻ hơn rất nhiều. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1886. Cùng một năm, có hai anh chàng ở hai đầu thế giới, Jacques Martinhorn ở Mỹ và Paul Heron ở Pháp, tình cờ phát minh ra một phương pháp mới để tách nhôm bằng điện. Phương pháp này được gọi bằng cách kết hợp tên của cả hai, Hôn Heron, dùng dòng điện cực mạnh chạy qua dung dịch nóng chảy của quặng alumi, tách nhôm oxy ra để lại kim loại nhôm tinh khiết. Nghe thì đơn giản, nhưng đó là một cuộc cách mạng công nghệ, chẳng khác gì con người phát minh ra cách biến đá thành vàng. Nhờ có điện, nhôm bỗng trở nên dễ lấy hơn bao giờ hết. Từ kim loại của vua chúa, nhôm bắt đầu tràn vào nhà máy, công xưởng, rồi tới tay của dân thường. Giá nhôm xuống thê thảm, từ hàng ngàn đô mỗi cân xuống chỉ còn vài đô một cân. Và chỉ vài chục năm sau, nhôm chính thức rẻ hơn cả đồng và sắt. Khi nhôm rẻ đi, người ta bắt đầu được dùng nó ở khắp nơi. Đầu thế kỷ 20, nhôm xuất hiện trong nồi niêu, song chảo, cửa, khung xe, bàn ghế. Những thứ gì có trong cung điện nay đã trở thành những đồ nhà bếp. Tới thập niên 1930, các hãng hàng không bắt đầu dùng nhôm để làm thân máy bay vì nó nhẹ và chắc. Chiếc máy bay đầu tiên của anh em nhà Wright, những người mở ra kỷ nguyên hàng không, cũng dùng động cơ có hợp kim nhôm. Vậy là từ bảo vật của vua chúa, nhôm đã trở thành xương sống của thế giới hiện đại. Nếu bạn có cỗ máy thời gian và mang một bộ thìa, dĩa bằng nhôm quay trở về giữa thế kỷ 19, chắc chắn bạn sẽ được mời vào cung điện để trình bày và người ta sẽ trừng mắt lên, sẽ trầm trồ nhìn bạn. Và bạn sẽ được hộ tống để gặp Napoleon đệ ba. Họ sẽ tưởng tượng bạn là một nhà giả kim, còn bạn phải kìm nén nỗi sợ hãi của mình
hoặc đôi khi là kìm nén tiếng cười của mình vì bạn biết rằng thứ đó bạn mua có mấy chục nghìn ở siêu thị. Thế mới thấy, giá trị của một vật không chỉ nằm ở độ hiếm mà nằm ở tri thức con người có thể tạo ra được nó hay không. Nếu bạn chưa biết thì Việt Nam nằm trong top những quốc gia có trữ lượng bauxit, tức là quặng nhôm, lớn bậc nhất ở trên thế giới. Các mỏ tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên. Nếu chuyện nhôm quý hơn vàng vẫn còn diễn ra cho tới ngày hôm nay, thì có lẽ khu vực Tây Nguyên sẽ được nhắc đến giống như thể Việt Nam và Ả Rập Xê Út cùng sở hữu những thứ kiểu như dầu mỏ vậy. Nhưng thời thế thay đổi và giá trị cũng thay đổi. Giờ đây, nhôm không còn là món đồ xa xỉ mà là nguyên liệu công nghiệp thiết yếu, thứ giúp tạo ra mọi thứ xung quanh bạn. Nó chính là vua của vật liệu hiện đại. Ngày nay, khi nhìn một chiếc điện thoại sáng loáng, một thân máy bay khổng lồ hay một chiếc xe điện, ít ai nghĩ rằng thứ kim loại sáng như bạc kia đang nằm trong đó và nó chính là nhôm. Nhôm nhẹ gấp 3 lần so với thép, tức là cùng một thể tích, nó chỉ nặng bằng 1/3 của thép thôi, nhưng độ bền thì không hề kém, đặc biệt khi pha hợp kim với magie, đồng hoặc kẽm. Chính vì vậy, nhôm trở thành xương sống của ngành hàng không vũ trụ. Ví dụ, một chiếc máy bay Boeing 747 có tới 75 tấn nhôm trong thiết kế thân và cánh. Nếu làm bằng sắt, nó sẽ chẳng thể nó bay nổi. Còn tên lửa Falcon của SpaceX, thứ vệ tinh đưa lên quỹ đạo, phần lớn vỏ cũng là hợp kim nhôm lithium, nhẹ, chịu nhiệt và chịu được áp lực cực lớn. Trong thế giới xe điện, nhôm lại được trọng dụng hơn bao giờ hết. Một chiếc Tesla Model Y trung bình chứa khoảng 250 kg nhôm, giúp giảm đáng kể trọng lượng, từ đó tăng quãng đường di chuyển thêm 10-15% mà không cần phải tăng pin. Trong kỷ nguyên xanh hóa công nghiệp, nhôm lại tỏa sáng thêm một lần nữa. Nó 100% tái chế được, tức là nấu chảy bao nhiêu lần cũng không bị mất chất. Và điều kỳ diệu là tái chế nhôm chỉ tốn 5% năng lượng so với việc luyện nhôm nguyên chất từ quặng. Nhờ vậy, một lon nước ngọt bằng nhôm chẳng hạn có thể trở lại siêu thị sau chưa đầy 60 ngày kể từ khi bị vứt đi. Đó là lý do vì sao các hãng ô tô, hàng không và năng lượng sạch đều xem nhôm như vật liệu của tương lai, nhẹ, bền và thân thiện với môi trường. Nhưng để làm ra một tấn nhôm nguyên chất, đây là nguyên chất chứ không phải là tái chế, con người phải tiêu thụ khoảng 15.000 kWh điện, tương đương lượng điện mà một nhà của Việt Nam dùng trong một vài năm. Quá trình này đòi hỏi điện năng khủng khiếp, nên những nhà máy luyện nhôm lớn nhất thế giới đều nằm gần các đập thủy điện khổng lồ của Trung Quốc, Nga, Canada hay Na Uy, nơi điện rẻ và ổn định. Nhôm ngày nay không còn là thứ kim loại để khoe giàu mà là thước đo của văn minh. Nó cho phép con người làm rất nhiều những điều tuyệt vời. Nhưng nhìn lại quá khứ, câu chuyện nhôm từng quý hơn vàng là một minh chứng tuyệt vời cho thấy không có thứ gì là thực sự quý mãi mãi, chỉ có tri thức, vốn hiểu biết. Thứ đó mới giúp cho những thứ tưởng như quý trở nên rẻ tiền. Khi loài người chưa biết cách lấy nhôm ra khỏi đất, nó quý hơn cả vàng. Khi ta biết rồi, nó trở thành một vật liệu bình dân. Và khi ta biết cách dùng nó thông minh như là máy bay, tàu vũ trụ, công nghệ xanh, thì nhôm lại càng quý theo một cách khác, không phải là cân lên để mà đong đo đếm được bao nhiêu tiền như là bán đồng nát. Giống như con người, giá trị thực sự không nằm ở hiếm mà là những người hiểu biết, biết cách dùng mình đúng lúc và đúng chỗ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.